Khán giả thì họ chỉ bu lại Thanh Ngân, bu lại chị Thanh Hằng để mà chụp hình, còn mình không ai để ý mình hết, thì mình cũng hơi chút xíu buồn thôi. Nghĩ giá như ngày đó mà mình còn đi theo cải lương, mình cố gắng một chút, mình không có gia đình, thì bây giờ mình đã nổi tiếng bằng chị bằng em rồi. Mà Ngân Quỳnh đi hát nhạc đó thì khoảng đó Ngân Quỳnh rất là vui, là vì Ngân Quỳnh thực hiện được cái sở thích của mình. Là vì lớn lên là lúc đó Ngân Quỳnh đi hát nhạc, thì mẹ thì bảo là đi hát cải lương, thì đó cũng là cái sở trường của Ngân Quỳnh nữa. Đi hát cải lương thời gian rồi Ngân Quỳnh có chồng có con, thì Ngân Quỳnh cảm thấy lúc đó cái mà đi lưu diễn đó nó không thích hợp cho sức khỏe của nhóc của Ngân Quỳnh nữa, thì Ngân Quỳnh tạm về nhà để chuyển sang đi hát nhạc, để mình có thể là bám trụ tại nhà để bảo đảm sức khỏe cho nhóc, không có rài đây mai đó nữa, không có đi lưu diễn. Tại vì khi mình đi lưu diễn là những cái thổ nhưỡng á, mỗi một nơi nó khác nhau, thì nó em bé dễ sanh bệnh lắm. Thì lúc mà Ngân Quỳnh chọn con đường hát nhạc thì Ngân Quỳnh cảm thấy lúc đó là mình đã yên thân rồi, an phận với một cái một người ca sĩ đi hát kiếm tiền vậy để lo gia đình, chứ không có còn nghĩ đến vấn đề là danh phận nữa. Đi chơi với Thanh Ngân, khán giả thì họ chỉ bu lại Thanh Ngân, bu lại chị Thanh Hằng để mà chụp hình, còn mình không ai để ý mình hết, thì mình cũng hơi chút xíu buồn thôi. Nghĩ giá như ngày đó mà mình còn đi theo cải lương, mình cố gắng một chút, mình không có gia đình, thì bây giờ mình đã nổi tiếng bằng chị bằng em rồi. Buồn là buồn cho mình, nhưng mà rất là hãnh diện khi gia đình mình đã có người chị và người em, làm lên những tên tuổi, những cái thành tựu để mẹ mình được vui. Trong khi đó thì mẹ của Ngân Quỳnh rất là buồn cho Ngân Quỳnh đó thầy. Mẹ rất là hy vọng và kỳ vọng vô con, mà tại sao con lại như vậy. Nhưng mà chuyện thì chuyện đã qua rồi, mẹ Ngân Quỳnh thỉnh thoảng nhắc cho vui vậy thôi, nhưng mẹ Ngân Quỳnh không có làm cho con buồn. Mẹ Ngân Quỳnh nói thôi cái hạnh phúc cái gia đình của con vậy thì mẹ cũng vui rồi. Nhưng không hiểu sao một thời gian cái nghiệp diễn, cái gì nó vẫn còn đau đớn trong lòng mình. Người ta nói là ham danh nhưng không phải đâu. Ngân Quỳnh không có nghĩ rằng mình qua đóng phim để được nổi tiếng, mà Ngân Quỳnh cảm thấy đó là một cái chuyển qua, là một cái cách thích hợp cho cái lứa tuổi của mình. Là vì lúc Ngân Quỳnh chuyển qua phim, lúc đó Ngân Quỳnh cũng hơn 40 tuổi rồi, thì nếu mình làm ca sĩ đó, mình còn nhảy lên sân khấu mà mình mặc những cái bộ đồ mà phải gọi là ngắn ngủn, rồi những cái tóc tai rồi gọi là nhuộm nè, nhảy lưng tưng, sao không còn thích hợp cho cái lứa tuổi của mình nữa. Đã đến lúc mình phải chuyển qua một cái nghề phải gọi là đúng với cái sở trường của mình. Đó là điều thứ nhất. Và nó an toàn về vấn đề kinh tế. Là vì khi mình lớn tuổi rồi thì sao không ai mời mình đi hát như ngày xưa nữa. Lúc mình còn trẻ thì người ta mời mình nhiều show, nhưng mà tầm 40 tuổi là mình đã lớn tuổi, chứ cái lứa tuổi đó không thể nào hát được nhạc tuổi teen, hát được những cái nhạc mà nhảy này, nó nhìn nó rất là kỳ. Thì Ngân Quỳnh cảm thấy là mình nên chuyển. Và khi Ngân Quỳnh chuyển qua thì Ngân Quỳnh bước đầu này cũng hơi gian nan, là vì cái lối diễn bên sân khấu là khác, còn lối diễn của điện ảnh nó có khác một chút. Khác hơn là mình vừa bước vào đoàn phim là một cái đoàn rất là xa lạ, mình không được hỗ trợ từ người quen, thì đôi khi mình cũng bị những cái lời mà mắng từ đạo diễn, cũng như là phó đạo diễn, cũng như là máy quay, nói chung là bị nói nặng hơi bị nhiều đó. Thì về thì hơi buồn thật, nhưng mà nghĩ ôi người ta chưa biết mình, thứ nhất, thứ hai mình cũng chưa có làm quen được với cái diễn viên, mình vẫn còn xa lạ. Đây là cái bước đầu học, được khán giả thương, được khán giả ủng hộ và có được một cái chút danh tiếng, thì Ngân Quỳnh cảm thấy vui là mình đã tạo nên, mình chẳng không uổng cái công mà mình đã cực khổ. Là vì khi mà đi Quỳnh đi quay phim nó cực hơn là đi hát nhạc nhiều lắm. Là vì đi hát nhạc là tối đúng giờ, ban đêm nó rất là mát mẻ, và vào những cái phòng máy lạnh và hát lên rồi xuống lãnh tiền rất là khỏe. Còn đi đóng phim là phải dậy từ sáng sớm, và nhiều những cái cảnh mà đi ra ngoài đồng, những cảnh ra ngoài nắng cực khổ lắm, da cháy đen luôn. Nhiều khi Quỳnh trúng nắng nữa, Quỳnh trúng nắng rồi vô coi như là nhiều mất nước quá nhiều luôn á.
Rồi có những cái cảnh mà bắt buộc phải quay đêm, quay từ khuya cho tới sáng luôn, rất là mất sức khỏe. Mới kiếm ra được một cái đồng tiền mà nó rất là cam go. Nhưng đó là nghề của mình. Và mình kiếm được những cái đồng tiền từ những cái bằng những cái công sức cực khổ á, mình cảm thấy rất là giá trị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là được sống với nghề, cái nghề diễn của mình, Ngân Quỳnh cảm thấy rất là vui. Từng thời điểm nào cũng vậy. Mỗi khi mà tham gia một cái nhân vật mới hơn thì Ngân Quỳnh cũng nhìn lại mình, nhìn lại mỗi một cái chặng đường, mỗi một cái lứa tuổi là mình phải thay đổi nhiều hơn. Đã đến lứa tuổi này rồi thì cái quan trọng của Ngân Quỳnh đó, không có lựa chọn. Ví dụ như là cái vai mà thật sự khán giả thương mình nhất là mình phải chọn, khán giả ghét mình là mình sẽ không chọn. Ngân Quỳnh cảm thấy đã là diễn viên rồi thì nhất là những nhân vật gai góc, những nhân vật có tính cách phải gọi là đột phá đó, thì Ngân Quỳnh càng lại muốn tham gia. Khán giả ghét mình chừng nào thì mình cảm thấy mình đạt chừng đó. Những cái thời gian mình nghỉ ở nhà đó thì Ngân Quỳnh cũng nói chung là dưỡng sức nghỉ ngơi, không có ra phim trường thôi, nhưng mà vẫn nấu ăn nấu uống lo lắng cho gia đình. Thì vì cái đó là cái bổn phận của người phụ nữ trong nhà mà Ngân Quỳnh cũng rất là thích. Kinh tế thì nói chung là nó cũng thoải mái hơn nhiều. Con cái của Ngân Quỳnh thì cũng đã có việc làm ở nước ngoài, cậu ấy cũng đã tự lo cho mình được rồi. Đóng một cái phim cổ trang, một cái vai một người mẹ trong một, hoặc là một hoàng thái hậu nào trong cổ trang rất là hay. Như những cái phim mà Ngân Quỳnh vừa xem phải là giá trị, tại vì Việt Nam mình đã làm những cái phim rất là hay rồi, nhưng mà phim cổ trang thì duy nhất chỉ có một cái phim điện ảnh, đó là phim của Victor đó, Victor Vũ, Thiên Bình Anh Hùng. Thì Ngân Quỳnh cũng cầu mong sau phim Việt Nam mình sắp tới cũng có những cái phim cổ trang, phim tập cũng được hoặc là phim điện ảnh cũng được, một cái phim rất là hay vừa đặc sắc. Thì Ngân Quỳnh đang mơ ước vào một cái giây phải gọi là kinh khủng khiếp.